Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi, em lên một con tank top thương hiệu của Mỹ, máy Nhật nha. Con này thì có hộp này mua về làm quà tặng được. Nay em sale này giá cho nhà dễ mua ha, mua làm quà tặng được. Tank top thương hiệu Mỹ máy Nhật ha. Con này thì kính sao phia. Lịch hay có lịch gốc 3 giờ mặt trắng, cặp số La Mã nha. Kim của nó là kim đông xanh ha, kim màu xanh, kim đông xanh. Kính sao phia nguyên khối nha. Dây khóa con này độ mới khỏi bàn này, cho nhà xem mẫu thôi. Tên top siêu sao chưa bóc, khóa chưa có mở luôn nha, khóa zin dập hiệu hết. Đó, con này thì xe ngang của nó là 40 39.5 nha, càng luôn là 45 mỏng 9 ly mốt ha. Con này thì cho anh em mà văn phòng á, là mua làm quà tặng cho mấy ship cũng ý nghĩa nè. Rồi con này thì anh em chưa biết thương hiệu nó, mình cứ search chụp hình, search Google là thương hiệu Mỹ ha, máy Nhật trên top ha. Rồi con này em bán nhà 980 đi. Đây, 980k mã B88 ha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.